Question 234. The increase in production efforts and expenses will lead to declining profits as the per unit cost increases partly due to inefficient production activities, under the economic theory of __. A. Economics of assemblage. B. Supply and demand. C. Ricardo's theory of returns. D. Law of diminishing returns. Correct answer is D. Law of diminishing returns. Câu hỏi 234. Việc tăng công sức và chi phí sản xuất sẽ dẫn đến lợi nhuận giảm sút do giá thành đơn vị tăng lên một phần do hoạt động sản xuất không hiệu quả, theo lý thuyết kinh tế. A. Tính kinh tế của việc lắp ráp. B. Cung và cầu. C. Lý thuyết lợi nhuận của Ricardo. D. Luật lợi nhuận giảm dần. Câu trả lời đúng là D. Luật lợi nhuận giảm dần.